Phật dạy năm việc có thể thay đổi số mệnh, hễ làm là phước đến. Quý vị thân mến, người xưa cho rằng đức là ngọn nguồn của hết thảy phúc báo. Nhưng tích đức như thế nào thì không phải là ai cũng biết. Từ nhỏ, chúng ta vẫn thường được dạy rằng phải tích âm đức, không cho mình thì cũng là cho con cháu. Vậy rốt cuộc như thế nào mới là tích âm đức? Hiểu một cách đơn giản, hành thiện đều là tích đức. Nếu nói rõ thì thiện có thật có giả, có ngọn có ngành, có âm có dương, có đúng có sai, có lệch có chính, có vơi có đầy, có lớn có nhỏ, có khó có dễ, đều cần phải phân biệt rạch ròi. Phàm là hành thiện mà được người biết đến, tức là dương thiện. Hành thiện mà người khác không biết đến gọi là âm đức. Làm xong dương đức, bạn sẽ được mọi người khen ngợi, được phát bằng khen, sẽ được vỗ tay tán thưởng. Những thứ đó đều là quả báo thiện lành của bạn, nhưng xong rồi thì cũng hết. Âm đức lại khác, nó sẽ tích lũy dần dần, từng chút một, ngày qua ngày. Khi đạt tới một giới hạn nhất định, âm đức sẽ trở thành phúc báo to lớn đến bạn, thậm chí che chở cho cả con cháu đời sau của bạn được bình an và hạnh phúc. Hay nói một cách đơn giản, âm đức giống như hạt giống, chỉ cần hạt nảy mầm thì không lo tương lai, không có cơ hội gặt hái. Sau đây là 5 việc làm tích âm đức mà bất cứ ai cũng nên ghi nhớ để thực hiện. Dù chỉ làm được một điều cũng chứng minh bạn là người có phúc. Đương nhiên, làm được càng nhiều thì phúc báo của bạn càng sâu dày. Thứ nhất, năng kết thiện duyên. Duyên chính là quan hệ giữa người với người. Thiện duyên tức là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Điều này lợi cho mình mà có ích cho cả người. Cho dù là có thích hay không, chúng sinh trên đời đều phải cần kết thiện duyên, tránh xa ác duyên. Đây cũng là một trong những phương thức tích phúc báo tốt nhất. Vậy vì sao kết thiện duyên lại là việc làm tích âm đức quan trọng? Phật gia cho rằng, thiện duyên giống như một chuyến đò ngang của sinh mệnh. Chỉ có những người năng kết thiện duyên rộng rãi thì mới có thể ngồi trên chuyến đò hướng đến tương lai tốt đẹp. Một người bình thường sẽ rất vất vả và cũng phải trải qua trăm ngàn khó khăn mới có thể đạt được mục tiêu của đời mình. Những người năng kết thiện duyên thì có thể đạt được dễ dàng hơn. Một người bình thường khó tránh được tai họa, nhưng người năng kết thiện duyên lại có thể gặp họa mà hóa lành. Cuộc sống khó ngờ ác duyên là thiện duyên. Trong Phật gia có một câu chuyện kể rằng, một lần Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn dắt các đồ đệ đi truyền pháp và hóa duyên. Khi đến một con sông lớn, Ngài hỏi các đồ đệ của mình rằng, có một khối đá tảng rộng 3 thước vuông đặt ở trên nước mà không bị chìm, trái lại còn có thể đi qua sông. Tảng đá ấy cũng không bị ướt. Các con có thể nói cho ta biết rốt cuộc nguyên nhân vì sao không? Các đệ tử trầm ngâm suy nghĩ, không ai nói ra được đạo lý. Cuối cùng, họ cũng không còn cách nào, đành thỉnh giáo Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời, đạo lý này rất đơn giản, là do tảng đá ấy có thiện duyên. Thiện duyên của tảng đá là gì? Chính là chiếc đò. Tảng đá đặt trên đò mà xuôi qua sông, nên bản thân nó tự nhiên không bị chìm xuống, cũng không bị ẩm ướt. Con người trên thế gian cũng vậy, chỉ có gặp được thiện duyên mới có thể có được lợi ích, có được điều tốt đẹp, mới có thể làm thành việc tốt, mới có thể trở thành người tốt. Nếu không thì chỉ có làm chuyện xấu trở thành ác nhân. Cho nên con người sống trên đời nên lựa chọn cho mình một người thầy tốt, kết giao một số bạn bè tốt. Đây cũng chính là thiện duyên của con người. Mỗi một ý niệm đều dẫn đến nhân quả báo ứng, là tốt, là xấu, tùy thuộc vào hành động và tu hành của mỗi người. Càng nhiều ý niệm, ngôn ngữ hay hành động thiện lành thì càng nhiều âm đức được tích góp lại. Đồng thời, bạn sẽ góp nhặt được càng nhiều thiện duyên. Một người biết cách đối nhân xử thế, biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thì cuộc sống và công việc của người đó sẽ thêm thuận lợi, suôn sẻ và như ý. Cuộc đời của người đó tự nhiên cũng ngập tràn may mắn.
Thứ hai là luôn tin vào nhân quả. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian thuần thiện vô ác, nhưng vẫn không thể rời khỏi chân lý của luật nhân quả. Cho nên Phật Pháp mới có câu: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả bất không, nhân quả vì sao bất không? Trong quá trình chuyển biến, nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả vĩnh viễn tuần hoàn, vĩnh viễn luân chuyển. Đó là nhân quả bất không. Những nghiệp nhân, quả báo, kiết hùng, họa phước trên đời cũng luôn tuần hoàn, nối tiếp không dừng. Mỗi người tạo nghiệp là nhân, chịu báo ứng là quả. Khi chịu báo ứng, người đó lại tiếp tục tạo nghiệp, vĩnh viễn luân chuyển, vĩnh viễn tuần hoàn. Phật gia từng dạy, chúng ta đều phải tu thiện tích đức, cố gắng kiểm soát bản thân để không sinh ra ác niệm, càng không làm tổn thương người khác, không vi phạm luân thường đạo lý. Còn nếu như tạo ác quả, báo ứng sẽ giảng xuống, không thể tránh khỏi, kéo dài từ đời này đến đời khác. Do vậy, khởi động tâm niệm của chúng ta là lời nói việc làm không thể cẩn trọng. Trong kinh thường nói, Bồ Tát dợ nhân, chúng sanh dợ quả. Bồ Tát là người giác ngộ, họ lo sợ chính mình tương lai chịu ác báo, cho nên đoạn cái nhân ác trước, quyết định không tạo nhân ác. Do vậy mà tội chướng của họ bị tiêu diệt, công đức mới có thể được viên mãn, mới có thể tu thành Phật quả. Còn chúng sanh phàm phu thì thường hay tạo nhân ác, nhưng lại mong muốn không gặp ác báo. Phật nói cái tâm trạng này cũng giống như ở dưới ánh mặt trời mà lại muốn vứt đi cái bóng của chính mình. Vậy tốn công vô ích là việc không thể được. Thứ ba, hiếu kính với cha mẹ. Cổ ngữ nói, bách thiện hiếu vi tiên, nghĩa là trong trăm cái thiện thì hiếu kính cha mẹ là đứng đầu. Hành thiện tích đức, trước hết là phải biết hiếu kính với cha mẹ. Cha mẹ được ví là phúc điền lớn nhất trên thế gian. Hiếu kính với cha mẹ là đạo lý hiển nhiên của con người. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách bồi đắp phúc báo của bản thân mình. Phật gia có dạy, nếu có hiếu kính với cha mẹ, làm cha mẹ vui lòng thì phúc đức là vô tận. Hiếu thuận cha mẹ là hành động tích âm đức tốt nhất trên đời. Một người làm được việc làm tích âm đức thứ ba này sẽ đạt được bốn loại phúc báo là người đường hoàng, sung túc, giàu có, tam an vô bệnh, trường thọ, an khang. Có thể tưởng tượng một cách đơn giản hơn, một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình hòa thuận hạnh phúc, tâm trạng mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái, tâm thái cũng vì vậy mà khoan hậu hiền hòa, đối nhân xử sự cũng khéo léo, không câu nệ toan tính. Phúc báo tự nhiên cuồn cuộn không ngừng. Bậc làm cha làm mẹ nên trở thành tấm gương sáng cho con cái. Thân là con thì phải coi việc hiếu kính với cha mẹ là nghĩa vụ và trách nhiệm hàng đầu. Đây chính là một trong những việc làm tích âm đức trực tiếp nhất mà ai cũng nên ghi nhớ, quý vị nhé. Thứ tư là năng bố thí. Phật gia dạy rằng, bạn bố thí đi cái gì thì sẽ nhận lại thứ đó. Bố thí cũng giống như gieo trồng hạt giống vậy. Bố thí càng nhiều thì thu hoạch càng bội thu. Bạn cần phải hiểu rằng, bố thí ở đây không chỉ là hành động quyên tặng, dâng cúng cho các thầy sư trong chùa miếu, mà bao gồm rất nhiều phương diện. Bố thí tài thì nhận về phúc báo, bố thí pháp thì thu về trí tuệ, tu nhân tích đức, làm việc thiện, trời không phụ lòng. Mỗi ngày thêm một nụ cười, thêm một câu tán thưởng, thêm một lần nhường nhịn, thêm một hành động giúp đỡ, đó đều là hành động bố thí. Thật ra bố thí chính là đang tu phúc và tu trí tuệ. Tâm thái của bạn ra sao sẽ quyết định cách bạn nhìn thế giới. Khi bạn sang hai cánh tay, thế giới sẽ ôm lấy bạn. Nụ cười của bạn sẽ đổi lấy nụ cười của người khác. Câu tán thưởng của bạn sẽ đổi lấy hào cảm từ người khác. Hành động giúp đỡ của bạn đổi lấy lời cảm ơn. Trong quá trình truyền đi tình yêu và sự ấm áp, bạn bất giác đã tự tích âm đức cho chính mình. Hơn nữa, thường xuyên hành thiện, gia đình của bạn cũng sẽ êm ấm, sự nghiệp thông thuận, mọi chuyện cát lành. Đó chẳng phải là một cách tích âm đức hiệu quả hay sao?
Thứ năm, tu thân dưỡng tính. Phật gia có ngũ giới, năm điều ngăn cấm bao gồm: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đây là những điều cơ bản làm người, cũng là những việc làm tích âm đức rất hiệu quả. Sở dĩ Đức Phật đặt ra năm giới vì Ngài mong muốn cho người Phật tử tại gia được hưởng quả báo tốt đẹp. Không sát sinh để nhận phúc báo trường thọ, không trộm cắp để nhận phúc báo đại phú đại quý, không tà dâm để bảo vệ sự công bình, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình và gia đình người, không nói dối để nhận lại sự tôn kính của mọi người, không uống rượu để giữ được sự minh mẫn và thông tuệ. Cho nên tu ngũ thiện, năm điều thiện thì mới có thể có được phúc báo, trường thọ an khang, giàu có, gia đình và sự nghiệp viên mãn. Nếu trong năm dài tháng rộng của cuộc đời, bạn có thể dùng ngũ giới để tu thân tương lai, chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt xứng đáng. Khi hành thiện tích đức đủ nhiều, quả báo cũng sẽ tăng lên theo đó. Bởi vì tích đủ thiện mới có thể biến thành âm đức phúc báo che chở cho con cháu trong nhiều đời sau. Quý vị thân mến, có câu nói, dương thiện hưởng tướng thơm trên đời, âm đức được hưởng phúc báo từ trời. Mỗi ngày làm một việc thiện không khó, cái khó nằm ở việc hành thiện, nhưng không cần báo đáp, không cần lưu danh, làm việc tốt nhưng không đòi hỏi công lao. Đó là nguyên lý tích âm đức mà Phật đề cao, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.